Ngày 7 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn cập nhật khai thác sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh năm 2024. Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ công chức phụ trách công tác tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của sở, ban ngành cấp tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, cán bộ công chức phụ trách chữ ký số cơ quan đơn vị có tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị được cập nhật các hướng dẫn bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, hướng dẫn xây dựng quy trình nội bộ xử lý thủ tục hành chính, đồng thời trao đổi các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn kết việc số hóa hồ sơ giấy tờ kết quả giải quyết và tái sử dụng với quá trình tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống sạch, đủ và chính xác, hướng tới việc thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, góp phần nâng cao bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh An Giang.